Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình dinh dưỡng đúng và đủ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, sức khỏe, sức đề kháng hay rộng hơn là hệ miễn dịch của cơ thể là cơ chế bảo vệ luôn sẵn có trên cơ thể người, giúp chúng ta luôn khỏe mạnh. Vào mùa hè, khi môi trường quá nóng, cơ thể phải thích nghi bằng cách tiết ra nhiều mồ hôi và hơi nước qua hơi thở để thải nhiệt và làm mát. Điều này thì cũng sẽ làm mất nhiều nước và chất khoáng. Từ đó sẽ khiến con người dễ mệt mỏi, suy nhược, biếng ăn, giảm ăn, gây thiếu cung cấp năng lượng và các dưỡng chất cần thiết cho việc duy trì sức khỏe. Chính vì vậy, việc nâng cao sức đề kháng là việc rất cần thiết để giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Và để tăng sức đề kháng cho cơ thể thì ngoài việc có lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao đều đặn thì việc xây dựng một thực đơn dinh dưỡng đúng cách chính là chìa khóa giúp cho chúng ta có một sức đề kháng khỏe mạnh. Vậy vào mùa hè, mùa nắng nóng, chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng đúng và đủ như thế nào để tăng sức khỏe miễn dịch cũng như sức đề kháng cho cơ thể? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay với một vị khách mời vô cùng quen thuộc. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào MC Thu Huyền và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, sức đề kháng tức hệ miễn dịch là một hệ thống phòng thủ tự nhiên của con người. Đây cũng là một mạng lưới vô cùng phức tạp của các tế bào, các mô và những cơ quan kết hợp lại với nhau nhằm bảo vệ cơ thể tránh khỏi sự xâm nhập của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Những vi khuẩn nấm gây bệnh có mặt ở xung quanh chúng ta và nếu cơ thể có một hệ thống miễn dịch khỏe, có thể bảo vệ chúng ta thoát khỏi sự tấn công của các yếu tố gây bệnh. Trong trường hợp các yếu tố gây bệnh này vượt qua hàng rào, thì hệ thống miễn dịch sẽ ngay lập tức tạo ra những tế bào bạch cầu cùng với các hóa chất và protein để phá hủy những chất lạ này. Hệ thống miễn dịch sẽ cố gắng truy tìm các kháng nguyên và tiến hành loại bỏ chúng trước khi chúng sinh sôi và phát triển. Chính vì vậy, việc tăng sức đề kháng mùa nắng nóng cho cơ thể để đảm bảo một hệ miễn dịch khỏe mạnh là điều vô cùng cần thiết. Nếu sức đề kháng kém sẽ khiến cho hệ miễn dịch suy giảm và gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Những vấn đề về sức khỏe khi suy giảm hệ miễn dịch. Khi sức đề kháng suy giảm sẽ khiến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Triệu chứng thường gặp khi bị suy giảm miễn dịch như sốt liên tục, không rõ nguyên nhân, viêm kết mạc, viêm xoang, cảm lạnh, tiêu chảy, viêm phổi, nhiễm trùng tái đi tái lại. Nhiễm trùng là một trong những dấu hiệu điển hình của tình trạng bị suy giảm hệ miễn dịch. Đặc điểm là tần suất nhiễm trùng cao hơn, thời gian ủ bệnh ngắn hơn, thời gian bệnh kéo dài hơn và mức độ nghiêm trọng hơn. Triệu chứng nhiễm trùng có thể xảy ra ở bất kỳ hệ thống cơ quan nào như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, bài tiết, thần kinh. Vi khuẩn, virus và độc tố có thể tấn công con người, từ đó dẫn đến một số căn bệnh. Hội chứng suy giảm miễn dịch nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, cơ thể mất dần khả năng phòng vệ và phòng vệ yếu khiến sức khỏe suy yếu dần. Trường hợp nghiêm trọng kéo dài, người bệnh có thể tử vong. Vâng, sức đề kháng có vai trò vô cùng quan trọng, được ví như là chiếc áo giáp giúp bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cơ thể trước những tác nhân có thể gây bệnh. Bởi vậy, có một sức đề kháng tốt là điều mà ai cũng mong muốn và đề kháng để tăng cường sức đề kháng. Mỗi người cần có những hiểu biết đúng và đầy đủ. Và câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay xin được hỏi bác sĩ Lâm, đó là nguyên nhân nào khiến cho sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm, thưa bác sĩ? Vâng, về nguyên nhân mà gây sức đề kháng của chúng ta suy giảm thì trước hết chúng ta thấy rằng cái môi trường sống của chúng ta nó bị ô nhiễm khói bụi, rồi ô nhiễm không khí, hay là chúng ta ngay cả gia đình mà môi trường sống không sạch sẽ cũng là nguy cơ gây sức đề kháng suy giảm. Rồi chúng ta thấy rằng ngay cả cái công việc chúng ta quá bận rộn, rồi cuộc sống quá căng thẳng, nó cũng làm cho cái tế bào của chúng ta già hóa, trong đó có tế bào miễn dịch, làm cho hệ miễn dịch suy giảm. Rồi vấn đề những người ngủ không đủ, chúng ta thấy cũng dễ suy giảm hệ miễn dịch, và ít vận động thể dục thể thao, và đặc biệt là chế độ ăn của chúng ta thiếu nhiều chất dinh dưỡng như các chất đạm, các cái vi chất dinh dưỡng mà tham gia vào các cái hoạt động của hệ thống miễn dịch thì làm cho hệ thống miễn dịch cũng bị suy yếu. Vâng, vậy thì theo bác sĩ làm như thế nào để chúng ta, cơ thể của chúng ta có một sức đề kháng khỏe mạnh ạ? Vâng, nhìn chung thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải giữ một cái lối sống gọi là hợp lý, không
quá căng thẳng và cái môi trường sống của chúng ta sạch sẽ, và đặc biệt thì chúng ta phải rửa tay thường xuyên trong cái môi trường mà hiện nay thì dịch bệnh cũng rất là nhiều. Nhìn chung thì chúng ta cũng phải tiêm vaccine đầy đủ khi mà có các cái quy định cho trẻ em cũng như người trưởng thành. Và chế độ ăn thì chúng ta phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng để mà tham gia vào hệ thống miễn dịch, và uống đủ nước rồi ngủ đủ cũng là những yếu tố quan trọng. Vâng, chúng ta thấy rằng là vào mùa hè khi mà với khí hậu oi bức, nóng nực thì cơ thể chúng ta rất dễ mắc phải một cái số bệnh như là đau đầu này, nhức mỏi cơ thể. Vậy thì để có thể hạn chế những cái tình trạng này thì theo bác sĩ chúng ta nên bổ sung những cái chất dinh dưỡng như thế nào? Vâng, như dấu hiệu bạn kể thì chính là những cái dấu hiệu mà cơ thể cũng đã bắt đầu suy giảm hệ miễn dịch. Thế thì chế độ ăn chúng ta thấy rằng chúng ta phải cung cấp đủ chất đạm là yếu tố mà tham gia vào miễn dịch. Thì chất đạm có ở đâu ạ? Thịt, cá, trứng, sữa. Rồi đặc biệt thì chúng ta thấy rằng chất đạm nguồn hải sản. Thì chúng ta thấy rằng nguồn hải sản không những cung cấp protein, nó còn cung cấp các khoáng chất như là canxi, selen hay là vitamin A, cũng là yếu tố mà tham gia vào miễn dịch. Và chế độ ăn của chúng ta cũng phải đủ rau xanh, quả chín, là cung cấp các cái vitamin mà tham gia miễn dịch như là vitamin C, vitamin E, beta carotene, và trong cơ thể nó cũng chuyển thành sang dạng vitamin A. Và chế độ ăn của chúng ta cũng đủ các khoáng chất như là sắt, kẽm, selen, mà nó cũng có nhiều trong các cái loài thịt cá, gia cầm, rồi hải sản. Hay là chúng ta thấy rằng chế độ ăn cũng bổ sung các cái dạng sữa chua, men sống, nó có các cái lợi khuẩn giúp cho cái đường tiêu hóa của chúng ta nó khỏe mạnh, thì cái miễn dịch của chúng ta nó cũng khỏe mạnh. Vậy thì có cái những cái loại thực phẩm nào mà chúng ta nên tránh vào mùa hè thưa bác sĩ? Thực phẩm nên tránh mùa hè thì nhất là nó làm cho cơ thể mà tăng cái mệt mỏi lên á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên giảm ăn những cái đường ngọt quá nhiều. Những cái món ăn mà có nhiều đường ngọt thì chúng ta hạn chế ăn, bởi vì ăn nhiều nó giúp cho tăng cân, tăng chuyển hóa thì cũng làm cơ thể mệt mỏi. Rồi chúng ta thấy rằng những cái món ăn chế biến sẵn mà nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, nó cũng làm cho cơ thể ấm mách khó chịu sau khi ăn và tăng cái mệt mỏi lên. Hay chúng ta thấy rằng những cái chất béo chuyển hóa trong những cái món ăn chế biến sẵn á, nó cũng làm cho già hóa tế bào và cũng làm ức chế các cái tế bào miễn dịch của chúng ta nó hoạt động khỏe mạnh. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, vào mùa hè nóng bức, mồ hôi tiết ra nhiều khiến cho hàm lượng các chất dinh dưỡng bị hao hụt. Chính điều đó thì cũng góp phần làm cho hệ miễn dịch yếu đi, nhất là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Do đó, để tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh, cần xây dựng thực đơn dinh dưỡng đúng cách, trong đó có việc lựa chọn thực phẩm đúng mùa vụ. Bởi việc sử dụng thực phẩm đúng mùa vụ sẽ hạn chế được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nên an toàn. Hơn nữa, biết cách chọn thực phẩm sẽ giúp tăng sức đề kháng, hạn chế ốm đau trong mùa hè. Những thực phẩm đúng mùa vụ sau đây sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng trong mùa hè nắng nóng.
Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, nhất là những ngày nắng nóng, cơ thể sẽ tăng nhiệt. Và nếu cơ thể nóng trên 40 độ C có thể gây tử vong do sốc nhiệt say nắng, do rối loạn trung tâm điều nhiệt. Và điều này thì dễ xảy ra ở những người già, trẻ em, phụ nữ, những người có bệnh mãn tính và đặc biệt là những người lao động ngoài trời, ra nhiều mồ hôi, gây mất nhiều nước và điện giải. Hầu hết các bệnh do nắng nóng đều nhanh chóng qua khỏi, ít biến chứng nếu chúng ta biết cách phòng tránh. Và xin được tiếp tục hỏi bác sĩ Lâm, đó là trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị suy giảm sức đề kháng. Vậy thì theo bác sĩ là những dấu hiệu nào từ trẻ nhỏ cho thấy là sức đề kháng đã bị suy giảm? Vâng, với trẻ nhỏ thì chúng ta thấy rằng các cháu có dấu hiệu sức đề kháng suy giảm như là các cháu thường mệt mỏi, thờ ơ, không có tinh nhanh nữa. Và biếng ăn, nó cũng thể hiện là các cháu hay đầy bụng, biếng ăn và có khi ngay cả sữa mẹ cũng lười bú nữa. Và chúng ta thấy những cái bữa ăn bổ sung của cháu thì thường cháu ăn không hết, hay là một bữa ăn thường nó kéo dài khoảng trên 30 phút. Và những cái cháu này ấy, thì chúng ta thấy rằng đêm các cháu ngủ cũng không ngon giấc, hay quấy khóc về đêm, hay là khó đi vào giấc ngủ, có khi ngủ được một lúc lại quấy khóc. Thì mẹ cũng rất là mệt mỏi khi mà con suy giảm miễn dịch. Và những cái cháu này thì chúng ta thấy có khi da mối trộm nhiều, tóc rụng cũng nhiều. Và mẹ thấy rằng con thì cái cơ bắp nó cũng cứ không được săn chắc, nó lỏng lẻo đi. Rồi các cháu này có khi mấy tháng nay mẹ bảo chả thấy tăng cân, tăng chiều cao. Bên cạnh đó thì các cháu hay bị ốm vặt, ví dụ các cháu hay viêm mũi họng này, viêm tay giữa. Rồi các cháu hay bị rối loạn tiêu hóa nữa, lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy. Đặc biệt khi mà ăn các cái thực phẩm mới lạ chẳng hạn thì con lại hay bị rối loạn tiêu hóa. Vâng, vậy thì với trẻ nhỏ loại thực phẩm nào là quan trọng nhất để giúp các con có thể tăng sức đề kháng ạ? Vâng, với trẻ nhỏ thì chúng ta thấy rằng chế độ ăn nó phải cân đối, đủ các chất dinh dưỡng. Chúng ta biết rằng đủ năng lượng là quan trọng, nhưng mà vấn đề phải đủ đạm để cung cấp các cái axit amin nó tham gia vào hệ miễn dịch. Rồi các cái chất béo thiết yếu mà chúng ta hay nhắc đến như là omega 3 chẳng hạn, thì những cái chất béo này nó cũng có tác dụng chống viêm và nó làm cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Và đặc biệt thì chế độ ăn của các cháu thì phải đủ các cái thực phẩm mà đa dạng để cung cấp các vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng hải sản và cả thịt cá, tôm, cua chính là cung cấp sắt này, selen và kẽm là những yếu tố tham gia miễn dịch. Và những cái trẻ nhỏ này thì chúng ta thấy rằng các cháu phải ăn rau xanh, ăn quả chín để mà cung cấp vitamin C, vitamin E, rồi beta carotene. Và các cháu thì chúng ta phải cho uống đủ nước trong ngày. Và đặc biệt thì trong các món ăn thì chúng ta thấy rằng sữa mẹ rồi sữa công thức cũng là những chất dinh dưỡng, mang lại những cái chất dinh dưỡng quý cho các cháu, thì phải có hiện diện đủ trong chế độ ăn của các cháu. Và với những cháu mà chúng ta thấy rằng có các dấu hiệu là suy giảm miễn dịch thì tôi khuyên là lên đi khám tư vấn dinh dưỡng, và các bác sĩ có thể xét nghiệm máu và thấy rằng các cháu thiếu các vi chất dinh dưỡng thì chúng ta phải bổ sung đủ bằng các cái chế phẩm mà đa vi chất dinh dưỡng. Hoặc là chúng ta thấy rằng các cháu này cũng phải lên được chơi vận động dưới ánh nắng mặt trời để mà cơ thể tăng cái tổng hợp vitamin D, cũng rất là quan trọng để mà tăng cường miễn dịch ạ. Vâng, thế nhưng mà có một thực tế mà chúng ta thấy rằng là có rất nhiều là trẻ em ăn tốt nhưng mà vẫn không phát triển tốt theo thang tiêu chuẩn chiều cao cân nặng của Bộ Y tế, là do sức đề kháng của trẻ bị suy giảm dẫn tới việc hấp thụ thức ăn, hệ tiêu hóa kém, không đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Và sau đây là một số thực phẩm tăng đề kháng cho trẻ em vào mùa hè. Sữa chua. Sữa chua và các chế phẩm từ sữa luôn là nhóm thực phẩm tăng sức đề kháng cho trẻ vào mùa hè một cách hữu hiệu. Trong sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn probiotic rất tốt cho hệ tiêu hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa bệnh đường ruột hiệu quả. Bên cạnh đó, sữa chua cũng là nguồn bổ sung vitamin D, giúp trẻ tăng khả năng phòng vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Trái cây họ cam quýt. Trái cây cam quýt là trái cây giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ vô cùng hiệu quả, bởi trong chúng chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp loại bỏ những chất độc hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ phát triển hệ xương răng. Bên cạnh đó, với những bé đang bị thương, vitamin C giúp cho các vết thương mau lành hơn. Khoai lang. Khoai lang là thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho trẻ vào mùa hè, mẹ không nên bỏ qua. Đây là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, chất xơ, giúp bảo vệ bé trước sự tấn công của các loại vi khuẩn,
mang lại hệ miễn dịch tốt nhất cho trẻ nhỏ, ngay cả khi thời tiết chuyển mùa. Tổ yến là thực phẩm giàu dinh dưỡng không chỉ giúp trẻ được kích thích bé ăn ngon, mà còn là thức uống giải khát dễ sử dụng cho những trẻ đang trong giai đoạn mọc răng, vừa ốm dậy. Cá, tôm, cua. Cá, tôm, cua được biết đến là nhóm thực phẩm vừa giàu protein, vừa giàu sắt, kẽm, canxi, giúp cung cấp đủ năng lượng cho hoạt động hàng ngày của trẻ, đồng thời giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước mọi vi khuẩn gây bệnh trong mùa hè. Vâng, ngoài việc chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ em thì mẹ cũng cần khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn. Mỗi ngày thì nên động viên trẻ luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Và bên cạnh trẻ em thì thưa quý vị, người cao tuổi vốn dĩ sức đề kháng đã yếu hơn khiến cho hệ miễn dịch bị suy giảm. Thêm vào đó thì thời tiết mùa hè nóng bức càng khiến cho người cao tuổi càng dễ mắc bệnh hơn. Và xin được hỏi bác sĩ Lâm là chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi vào mùa hè thì cần phải chú ý những cái vấn đề gì để có thể tăng cường sức đề kháng? Vâng, chúng ta biết rằng người cao tuổi quy định là người từ 60 tuổi trở lên đó, thì chúng ta thấy rằng cái người cao tuổi Việt Nam đặc biệt thì thường hay mắc các cái bệnh nền kèm theo. Chúng tôi thấy rằng người cao tuổi thường có thể là tăng huyết áp, mỡ máu cao, đường máu cao, có người thì axit uric máu cao hoặc là gan nhiễm mỡ. Thì người cao tuổi chúng ta thấy rằng nó có đặc điểm là nhiều bệnh như vậy, thì trước hết là chúng ta thấy rằng phải điều trị các cái bệnh nền. Ví dụ như ai bị tăng huyết áp thì chúng ta phải theo dõi con số huyết áp, ngủ dậy là phải đo huyết áp, rồi chiều nghỉ ngơi dậy cũng phải đo huyết áp, và huyết áp cao chúng ta phải dùng thuốc hạ huyết áp. Và chế độ ăn thì chúng ta kết hợp với những cái điều kiện mà bệnh nền mình có. Ví dụ tăng huyết áp thì ăn theo chế độ tăng huyết áp, hay là đường máu cao thì phải chế độ ăn để mà bình ổn đường máu là rất quan trọng. Nhưng mà nhìn chung thì người cao tuổi chúng ta chú ý rằng cái chế độ ăn nó phải là dễ ăn. Ví dụ chúng ta nấu mềm, thường bữa ăn cơm cũng đừng có nấu rắn quá, hay là thức ăn thì cũng phải chế biến mềm, ngay cả miếng thịt, miếng cá khi chúng ta mà chế biến thì nó cũng phải mềm, phù hợp với cái khả năng ăn của người cao tuổi. Và bữa ăn thì cũng nên có cái bát canh rau hoặc là canh chua, thì nhất là mùa hè như vậy thì người cao tuổi cũng dễ ăn. Và chúng ta thấy rằng người cao tuổi thì cái dạ dày nó, cái khả năng tiêu hóa nó cũng kém rồi, thì chúng ta cũng nên chia nhỏ bữa ăn. Ngoài các bữa chính như là sáng, trưa, chiều thì nên có các bữa phụ. Các bữa phụ đây thì các bác có thể là uống cốc sữa, uống ngũ cốc ngũ bột, bột ngũ cốc dinh dưỡng, hay là ăn thêm quả chín vào các cái bữa phụ. Và người cao tuổi thì tôi thấy rằng cái khẩu phần ăn thường là không đủ, gọi là thường đơn giản, và giảm các cái chất dinh dưỡng. Thì chúng ta chú ý là người cao tuổi mình có thể bổ sung thêm các cái chế phẩm như là đa vi chất dinh dưỡng, rồi vitamin D để mà giúp nâng cao miễn dịch, đặc biệt là mùa hè. Và người cao tuổi thì cũng ngay cả cái xương khớp ấy thường cũng đau nhức ấy, thì chúng ta chú ý là người cao tuổi chúng ta cũng chú ý, ví dụ trong khẩu phần ăn nên có sữa, đủ sữa thì chính nó cung cấp canxi và protein để mà giảm cái tình trạng mà thoái hóa khớp mãn tính ở người cao tuổi ạ. Vâng, như bác sĩ cũng chia sẻ là người cao tuổi thì chúng ta cần phải lưu ý khá nhiều về cái chế độ ăn của mình, như là chia nhỏ bữa ăn này, bổ sung thêm sữa để có thể tăng canxi. Ngoài ra thì trong bữa ăn của người cao tuổi thì có nhóm thực phẩm nào mà người cao tuổi có thể chú trọng hơn hoặc là nên tránh để có thể giúp cho hệ miễn dịch của mình có thể tăng cường hơn ạ? Vâng, người cao tuổi thì tôi thấy rằng ăn đa dạng thực phẩm là quan trọng. Ví dụ chúng ta thấy rằng bữa thịt thịt, bữa thịt cá, rồi kèm theo cái có thể đậu phụ, đậu đỗ để nó cân đối đạm động vật, thực vật. Rồi chính là cá, mà nhất là cá béo thì nó cung cấp thêm nhiều các cái chất béo thiết yếu như là omega 3, DHA, thì chính các cái chất béo này nó giúp cho tăng cường sức khỏe tim mạch này, tăng cường hệ miễn dịch cũng rất là tốt. Và trong bữa ăn, người cao tuổi cũng có thể là ăn thêm những cái sữa chua mà có lợi khuẩn. Ngay cả nhà tôi có người cao tuổi thì tôi cũng thường bao giờ bữa sáng tôi cũng thêm một cái hộp sữa chua có lợi khuẩn để giúp mà mục đích là vừa cung cấp protein, canxi, lại tăng cường thêm các cái lợi khuẩn, thì cái đường tiêu hóa nó khỏe mạnh và nó đóng góp 70% hệ miễn dịch biểu mô của cơ thể. Vâng, xin được hỏi thêm chuyên gia một câu hỏi nữa, đó là chúng ta đã nhắc đến bệnh nền của người cao tuổi. Và một trong số những bệnh nền mà người cao tuổi hay mắc phải đó chính là huyết áp cao. Vậy thì đối với những người cao tuổi mà bị huyết áp cao thì chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng như thế nào vào mùa nắng nóng?
Vâng, chế độ dinh dưỡng của người cao tuổi mà hoặc là người bình thường mà bị huyết áp cao ấy, thì chúng ta chú ý là trước hết thì chế độ ăn chúng tôi khuyên là chúng ta cũng phải ăn đa dạng thực phẩm. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chú ý là ăn cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật. Đạm thực vật ở đây là ví dụ như là đậu phụ này, đậu đỗ. Chúng ta nhất là bây giờ có rất nhiều các cái loại hạt thì chúng ta ăn các loại hạt vừa có chất đạm thực vật vừa có các cái chất béo thiết yếu, nó vào trong cơ thể nó chuyển sang nhóm omega 3 cũng rất là tốt. Và người cao tuổi thì chúng ta thấy rằng cũng giữ cân để mà không bị tăng cân, thì chính ra là khi mà chúng ta tăng cân thì huyết áp nó cũng lên. Và chúng ta nhớ rằng cái cân nặng lý tưởng nên có thì bằng số lẻ chiều cao nhân với 0,9, hoặc là bác nào có mà tăng cân quá thì chúng ta cũng giữ là cân nặng bằng số lẻ chiều cao thôi, để mà không bị thừa cân, thì thừa cân nó lại gây tăng huyết áp. Và chúng ta thấy rằng chế độ ăn phải ăn nhạt là quan trọng. Ăn nhạt ở đây là thế này, chúng ta gọi là như chúng tôi gọi là cho ít muối, chấm nhẹ tay. Và chúng ta thấy rằng ngay cả trên bàn ăn thì cái bát nước chấm là chúng ta cũng phải pha thêm một chút nước, chút giấm, chút chanh. Thì chính ra chúng ta chấm thì nó đỡ muối. Hay là chúng ta ăn mì ăn liền, chúng ta cũng chỉ ăn độ 1/3 cái gói bột nêm. Hay chúng ta ăn bún phở thì chúng ta cũng chỉ ăn cái phần cái và bỏ cái phần nước. Bởi vì trong một bát phở là có gần 3 gram muối, rất là nhiều muối. Và chúng ta hạn chế ăn dưa cà, rất là nhiều muối. Và ăn nhiều rau xanh, chính là nó có nhiều kali, nó giúp thải bớt cái lượng muối thừa đi để giúp giảm huyết áp. Và các bác cũng phải bỏ rượu, thuốc lá, bia, chính là những yếu tố làm tăng huyết áp ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái việc chúng ta áp dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý thì cái việc là luyện tập để cơ thể nâng cao sức đề kháng thì cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên là như bác sĩ vừa chia sẻ vừa nãy thì là người cao tuổi thì thường dễ mắc một số bệnh nền. Vậy thì người cao tuổi nên có những cái chế độ luyện tập như thế nào để giúp cơ thể mình khỏe mạnh hơn mà lại không ảnh hưởng đến những cái bệnh nền ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng người cao tuổi thì thực ra những cái bệnh nền đều, trong những bệnh nền chúng tôi đều khuyến khích là tăng cường luyện tập thể dục thể thao và mỗi ngày khoảng 30-45 phút một ngày. Và tùy theo cái tình trạng mà tuổi cao hay sức yếu thì ít nhất thì chúng ta thấy rằng cũng phải tập các động tác hít thở sâu. Ví dụ vung tay chân hít thở sâu, hay là chúng ta thấy rằng đi bộ nhẹ nhàng, rồi tập thể dục tại chỗ, tôi nghĩ rằng cũng đều tăng sức đề kháng và làm cho cái cơ bắp nó không bị gọi là suy giảm ở người cao tuổi, nó quan trọng. Rồi những cái động tác mà chúng ta thấy ví dụ như là kéo đẩy, nó là tăng sức co cơ thì nó ngăn ngừa cái giảm cơ, suy giảm khối cơ. Bởi vì người cao tuổi mà khi bị suy giảm khối cơ thì có khi cái bước chân đi cũng là yếu, nhất là đi lên đi xuống bậc cầu thang thì có thể nó gây ngã, mà ngã người cao tuổi rất nguy hiểm, nó gây ra cái gãy xương không do chấn thương. Ngã nhẹ thôi có khi cũng gãy xương. Vâng, và chúng ta vừa nhắc đến người cao tuổi, chúng ta cũng vừa nhắc đến chế độ dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Và tôi nghĩ là một đối tượng nữa mà chúng ta cần được lưu tâm đó chính là phụ nữ mang thai. Và chúng ta đều biết rằng là đối với phụ nữ mang thai thì nhiệt độ cơ thể thì thường là cao hơn so với thân nhiệt của người bình thường. Đã vậy lại phải trải qua cái thời tiết nắng nóng nữa thì chắc chắn là hệ miễn dịch trong cơ thể thì cũng sẽ suy giảm, đúng không ạ? Vậy thì đối với phụ nữ mang thai thì theo bác sĩ nên có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào vào mùa nắng nóng để chúng ta cải thiện? Đúng là chị em phụ nữ mang thai thời kỳ mùa nắng nóng này rất là vất vả, đặc biệt là không những 3 tháng đầu thì nghén nhiều, được 3 tháng giữa thì đỡ đỡ, nhưng mà 3 tháng cuối thì nó lại bắt đầu thai, nó chèn ép, thì người phụ nữ nào ăn thì cũng đầy bụng, ăn được ít, rồi táo bón cũng xảy ra, và người cũng mệt mỏi, rồi khó ngủ. Thì người chị em phụ nữ mang thai thì tôi khuyên là thực ra chị em phải ăn một chế độ bồi dưỡng hơn so với bình thường. Ví dụ như 3 tháng cuối thì chị em cũng cần tăng thêm khoảng 450 kcal một ngày so với thời kỳ không mang thai, và thêm 31g protein nữa. Thế thì chị em phụ nữ cũng nên chia nhỏ bữa ăn. Chúng ta ngoài ba bữa chính thì các bữa phụ ở đây thì tôi khuyên là chị em phụ nữ nên uống sữa bà bầu. Bởi vì tôi quan sát nhiều chị em phụ nữ ngại uống sữa, mà chính cái sữa bà bầu nó mang lại nhiều protein và nhiều vi chất để giúp cho mà tăng cường cái hệ miễn dịch rất là tốt, và nó tăng cái khẩu phần ăn lên. Và chị em phụ nữ thì nếu ai bị đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta không uống sữa bầu nữa, mà chúng ta
chuyển sang uống sữa chuyên biệt cho người bị tiểu đường, thì nó rất là phù hợp. Và chị em phụ nữ cũng nên ăn rau xanh, quả chín nhiều để giảm cái tình trạng táo bón. Và đặc biệt thì tôi khuyên chị em phụ nữ, nhất là 3 tháng cuối, chúng ta phải, ngoài uống sữa thì chúng ta phải bổ sung thêm khoảng 2 viên canxi, 1 viên sắt và 1 viên đa vi chất dinh dưỡng, rồi viên dầu cá omega 3 để mà cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho sức khỏe của mẹ, để tăng cường sức khỏe của mẹ và cho em bé cũng phát triển toàn diện. Vâng, và chúng ta thấy rằng là vào mùa nắng nóng thì là điều kiện để cho vi khuẩn dễ sinh sôi phát triển nhất, và đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng ngộ độc thực phẩm vào mùa nắng nóng xảy ra nhiều hơn, đúng không ạ? Vậy thì theo bác sĩ Lâm, bác sĩ có lời khuyên nào cho quý vị khán giả về chế độ dinh dưỡng để chúng ta có thể giảm thiểu tình trạng này? Vâng, tôi khuyên rằng với mùa hè đúng là vi khuẩn phát triển, virus cũng phát triển thuận lợi và các cái bệnh ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra, thì tôi khuyên dù gia đình hay là bếp ăn tập thể thì chúng ta phải chọn mua các cái thực phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm sạch. Ví dụ những bếp ăn tập thể thì chúng ta phải có các cái ký, các cái hợp đồng là mua thực phẩm sạch để chúng ta chế biến. Và trong quá trình chế biến thì chúng ta thấy rằng những bếp ăn tập thể thì phải có cái bếp một chiều, hay với gia đình thì chúng ta thấy rằng các cái môi trường chế biến thực phẩm ở bếp ăn nhà chúng ta là phải sạch sẽ, rồi son nồi bát đĩa cũng phải sạch sẽ. Và ví dụ bây giờ điều kiện định cho phép thì mỗi gia đình chúng ta cũng nên có cái tủ mà sấy bát đĩa thì nó đảm bảo là diệt khuẩn và nó khô ráo. Và khi chế biến thực phẩm thì chúng ta lưu ý rằng bàn tay phải sạch, và chúng ta mỗi gia đình thì phải có cái dao, cái thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín, và chúng ta thực hiện là chế biến mà ăn ngay sau khi chế biến, đừng có để lưu cữu thực phẩm. Và ví dụ có những thực phẩm chúng ta thấy rằng mùa nóng có khi ăn ít, nhiều khi chúng ta để lại trong tủ lạnh ấy, thì các bạn cũng nhớ rằng khi mà ăn lại chúng ta phải đun sôi khoảng 7 đến 10 phút để mà cái phía trong miếng thực phẩm nó cũng được chín. Và chúng ta nên kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh thường xuyên, để những cái thực phẩm mà chúng ta quá hạn rồi chúng ta phải bỏ đi, luân chuyển thực phẩm để lúc nào cũng đảm bảo thực phẩm an toàn. Không có, chính chúng ta không giữ cái tủ lạnh thì cũng là môi trường mà gây ra các cái ngộ độc thực phẩm rất là nguy hiểm. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, các vụ ngộ độc thực phẩm thường gia tăng vào mùa hè bởi nhiệt độ cao làm cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến thực phẩm nhanh bị hỏng, biến chất. Và để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe thì người tiêu dùng cần lưu ý khi chọn mua thực phẩm cũng như cách bảo quản thực phẩm đúng cách. Và sau đây là một số cách bảo quản thực phẩm đúng cách vào mùa nắng nóng. Cần phải phân loại thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh, để riêng thực phẩm chín và thực phẩm sống. Sau, quả tươi phải được rửa sạch để ráo nước mới được cho vào tủ lạnh. Tất cả thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh phải được gói kín hoặc để trong khay, hộp có nắp đậy kín. Thức ăn chín bảo quản trong tủ lạnh phải được đun sôi lại trước khi dùng. Đặc biệt cần vệ sinh tay sạch sẽ trước khi chế biến thực phẩm. Riêng với các loại rau củ không nên rửa sạch nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay liền. Thay vào đó, hãy loại bỏ những phần bị úng héo và tuyệt đối không để rau củ bị dính nước. Sau đó chia rau củ với lượng vừa phải, rồi cho vào túi zip hoặc túi ni lông có lỗ thoát khí và đặt vào ngăn rau quả của tủ lạnh. Những thực phẩm đã được chế biến và còn thừa lại sau bữa ăn thì không nên để ngoài quá 2 giờ. Nó có thể bị nhiễm khuẩn và làm biến đổi thực phẩm gây ngộ độc khi sử dụng lại. Thay vào đó, hãy bỏ những thực phẩm còn thừa này vào từng hộp và giữ chúng ở trong tủ lạnh hoặc có thể đông lạnh nếu muốn kéo dài thời gian bảo quản hơn. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình dinh dưỡng đúng và đủ ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng rằng sau 30 phút của chương trình thì quý vị và bà con đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để bổ sung dinh dưỡng đúng và đủ giúp tăng sức đề kháng vào mùa nắng nóng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Và xin được cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.